Xin chào các bạn nhé. Đây mình giới thiệu với các bạn cái mã hàng. Đây, hàng ở trên này. Đây, cái lốc Denso nhá. Hãng Denso này. Denso Japan. Cái là lốc này là lắp cho con xe Audi Q7. Con này phiên bản 208. Máy của nó máy 4.2 nhé. Máy 4.2 đấy. Cái đời cái dòng lốc này nó đặc chủng một cái chỗ này. Van này là van điện này. Van đuôi bằng điện. Đầu bu ly này nó có giảm giật này. Và nó có gen nó bắt ở đây. Bắt gen tại đây. Mà chân bát lốc là nó có ba ốc thôi, mặt bích đây, mặt bích trên. Nhưng mà cái dòng lốc này nó lại đặc điểm khác với những cái dòng lốc của xe, ví dụ như những cái dòng xe Nhật hoặc là những cái dòng xe Audi thì nó lại khác nhá. Nó khác cái chỗ là bản thân cái dòng lốc này là lai theo một cái trục trung gian. Thế nhưng mà nó lốc lại lắp ngược lại từ đằng trước về đằng sau. Đây, nếu mà đúng ra là lắp như này trên xe đấy. Đây, cái trục này là ăn theo cái về cái đằng sau chỗ cái hộp mé đằng hộp số là có một cái trục. Đây, nó có một cái hệ thống lai đấy, kể cả những cái bơm trợ lực nó cũng lai theo cái trục đấy. Cái trục nó có một cái răng. Nó ngược chứ nó không lai theo hệ dây Cura nhé. Riêng cái dòng lốc này không lai theo hệ dây Cura. Nó là đặc chủng ở cái đặc biệt là cái thằng Audi Q7 nó là như thế. Nó quay theo cái trục này. Mà lốc thì là đóng mở bằng van điện đằng sau đít này. Đấy, chứ không phải là lốc lai theo dây Cura. Khi mà muốn tháo được cái này ấy, thì nó rất là phức tạp. Ở cái đoạn đầu này có một cái trục nó ăn khớp từ đằng sau đuôi hộp số lên. Đấy, nó gọi là cái trục trung gian ấy. Đây mình vừa giới thiệu cho anh em và các bạn cái lốc của con Audi Q7. Nếu mà anh em có nhu cầu mà mua hoặc tìm hiểu về dòng sản phẩm này thì liên hệ hoặc add Zalo, Facebook qua số điện thoại 0769086333 tư vấn và lắp đặt tại Gara BMT, địa chỉ số 1 ngõ 319 Tam Trinh, Hà Nội. Số điện thoại là 0856727222. Anh em mà có nhu cầu thì cứ liên hệ, một là mua, hai là lắp đặt. Rồi, video của mình đến đây là kết thúc nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Xin chào, hẹn những video tiếp theo.